sự tham gia của tác giả Vũ Thành An, mà hôm nay Gia Sinh sẽ gửi đến vài lời của chúng ta để giới thiệu đến tác giả Vũ Thành An. Chào tất cả Dung và tất cả cộng đoàn Gia Sinh chúng ta trong ngày Kermes. Thật là vinh dự cho chúng con kính thưa thầy Vũ Thành An. Ngày hôm nay chúng con rất hân hạnh được đón tiếp thầy trong cái ngày đặc biệt là ngày Kermes, giống như là ngày hội của giáo xứ một năm một lần. Tất cả mọi người quy tụ về như thầy đã thấy. Và chắc chắn phần con thì từ khi lúc mà nghe tin thì con cũng mở internet con tìm hiểu một chút, thì con thấy thầy là một người rất là đặc biệt. Thầy đã được trải qua rất là những cái khúc ngoặt của lịch sử Việt Nam rất là nhiều. Nhưng có lẽ con không mất làm nhiều thời gian, con để nhiều thời gian cho thầy để thầy giới thiệu, thầy nói một chút để cho cộng đoàn chúng con biết về thầy. Nhưng mà điều mà con rất muốn tò mò là từ một nhạc sĩ trẻ cao giáo đẹp trai, phải không cộng đoàn? Một tràng vỗ tay thật lớn. Và với những bài ca không tên, từ những bài ca không tên thì làm cho thầy trở nên có tên và tên rất nổi tiếng nữa là khác. Và con thấy là cái điều mà con muốn thầy cho chúng con biết nhất đó là từ một nhạc sĩ viết nhạc tình, nhạc vàng với những ca từ rất là tình tứ, phải không ạ? Rất là tình tứ và rất là mượt mà, thầy chuyển sang một đời sống nội tâm, đó là trở thành một tông đồ của Chúa với chức thánh là phó tế vĩnh viễn. Còn rất muốn thầy cho cái biết cái cảm tưởng đó để cộng đoàn chúng con được biết thêm về thầy. Và chắc chắn cộng đoàn có muốn nghe chính tác giả Vũ Thành An hát tặng chúng ta một bản không? Thôi con xin thầy có vài lời với chúng con. Con cảm ơn cha, cảm ơn tất cả quý ông bà. Phải nói rằng là con có mặt ở đây, đứng đây đúng là ơn Chúa Thánh Thần. Thật sự như vậy, Chúa Thánh Thần đưa con tôi tới đây ngày hôm nay. Thực sự ra chúng con cũng không có dám nghĩ rằng là mình sẽ được tới giáo xứ Việt Nam ngày hôm nay. Nhưng mà kể lại cái lý do tại sao con đi Âu Châu kỳ này là bởi vì trong suốt mười mấy năm qua thì con có hoạt động về xã hội, lập ra cái gia đình Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu. Thì kỳ này con đi sang Roma để xin tòa thánh công nhận cái gia đình Teresa là một hiệp hội quốc tế. Sau khi đã họp xong rồi thì có dư thời gian để chúng con mới đi sang bên này, đi chơi sang bên này. Và cũng là ơn Chúa Thánh Thần mới được cha Sinh gọi tới hôm nay với giáo xứ ngày hôm nay ở đây. Thì phải nói rằng là tất cả là mọi sự về Chúa. Cách đây năm 1981 thì con chưa phải là con của Chúa. Nhưng mà như quý vị biết đó, từ năm 75 trở đi thì có một số người chúng con là phải, hầu như là 99% cái người dân Việt Nam là coi như là phải trở lại từ đầu. Những cái gì đã có thì mất hết, không ạ? Chúng ta phải làm lại từ đầu. Riêng con thì con rơi xuống tận đáy cùng, tức là vô trong trại cải tạo lúc bây giờ là mất hết rồi. Sức khỏe cũng tàn lạ tạ rồi, tưởng là không có qua được. Nhưng vì ơn Chúa cho nên là con đã vượt ra khỏi cái giai đoạn đó. Chúa đã nâng con lên ở giữa trong cái bóng tối đó, đã đưa con sang cái vùng ánh sáng. Và khi mà được cái vùng ánh sáng rồi thì con nghĩ rằng là cái thời gian còn lại của con là để phục vụ Chúa. Thì sau khi mà con ra tù năm 1985 thì con cũng đã có ý rằng là trở thành linh mục như cha Sinh đây. Nhưng mà rồi cái hoàn cảnh không cho phép con này lập lại gia đình. Nhưng mà đến sang bên Mỹ thì được biết rằng là những người có gia đình cũng vẫn đi theo Chúa được. Con mừng quá và lúc bây giờ là con mới đi xin học làm thầy phó tế là như vậy. Và cha con xin vắt tắt như vậy. Vậy đấy là cái biến chuyển về cuộc đời của thầy. Còn về tâm tình, hay từ lúc mà thầy quyết tâm là thầy theo Chúa thì
những cái tâm tình, và chúng ta nhớ rằng thầy trong 10 năm thầy đi cải tạo nhá, cải tạo dưới chế độ cộng sản, thì những bản tình ca trong thời gian đấy lại rất là sâu đậm. Và cho đến vừa rồi Gia Dinh có nghe được thầy chia sẻ là khi quyết định theo Chúa thì thầy có một cái bài là bài cuộc tình, chia tay cuộc tình, đúng không thầy? Tình yêu giã biệt. Tình thương giã biệt hay tình yêu giã biệt gì đấy, tức là thầy giã biệt cái cuộc tình. Vậy thưa thầy, cái chuyển biến đó nó có làm cản trở hay nó lại nâng, nó lại làm một cái bước để bước đệm để nâng thầy lên, để gần đến với Chúa và gần đến quyết tâm dấn thân vào trong con đường phục vụ không thầy? Vâng, thưa cha, thì quý vị thấy, nếu lúc mà nghe quý vị nghe những bài không tên thì thấy đau khổ lắm không ạ? Dạ đúng rồi. Cái tình yêu của chúng ta, cái tình yêu của giữa nam nữ nó có thể làm cho chúng ta hạnh phúc ghê gớm, nhưng mà nếu mà nó không có thành công thì nó là quả là một cái địa ngục vâng ạ. Thành ra cho nên là cái Vũ Thành An trông vậy, nhưng mà trong cái thời tình trường thì thất bại, thất tình. Cho nên là chính vì mà thất tình mới ra bài không tên. Và không tên thì cho nên là đến năm 1995 là con giã biệt luôn. Bởi vì không tiếc nuối như nữa cả, bởi vì cái tình yêu nó có thể hạnh phúc đấy, nhưng mà nó sẽ làm mình đau khổ. Thôi để mình đi tìm hạnh phúc đích thực. Và quả thật sự là Chúa đã cho con cái niềm hạnh phúc đích thực sau khi mà mình từ giã cái tình yêu đôi lứa. Đó, thì cho nên là tạ ơn Chúa là Chúa đã mở cho con một con đường để rồi có được ngày hôm nay. Bây giờ công đoàn có muốn chúng ta, chắc chắn là công đoàn sẽ thông báo là muốn, nhưng mà con phải nói thêm một chút này nữa để cho công đoàn biết. Chuyến đi này đi châu Âu của thầy là thầy sang tòa thánh để thầy xin được tòa thánh phê chuẩn một cái hiệp hội về Thánh Teresa. Chính xác cái tên của hiệp hội là tên Mỹ là gì thầy, đọc lại là Gia đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Cái trên trang web của thầy là gì ạ? Là teresafamily.org. Và là teresafamily.org. Thì chúng ta ai muốn tìm hiểu về cái hiệp hội này, và thầy cũng rất muốn chúng ta hãy sống theo tinh thần của Thánh Teresa để nên thánh trong đời sống ngày thường. Vâng. Và giờ đây con nghĩ là chắc chắn mọi người rất chờ đợi thầy tặng cho chúng con một cái gì đó như món quà đặc biệt trong ngày hôm nay. Vâng, vâng, vâng. Bây giờ thì con xin hát để tặng cha và quý vị một cái bài hát mà có thể là nó cũng như là một cái câu chuyện của 20 mấy năm, 30 năm. Cái bài hát này con đã sáng tác cái bài đầu tiên, cái đoạn đầu của cái bài này rất là vào cuối năm 1974, đầu năm 1975. Tức là cái giai đoạn đó thì mình đang những tháng cuối cùng của ngày cũ. Thì trong thời gian đó thì quý vị thấy tức là con tuổi còn trẻ, lúc bây giờ mới có 31 tuổi. Nhưng mà nói về thành công về cuộc đời thì thành công có 10, có những bài không tên đã nổi rồi. Rồi cũng có nhiều cuộc tình. Rồi cũng có chức vụ trong chính phủ. Thì lúc bây giờ là con cuối năm 74, tức là làm văn hóa vụ của chế độ Sài Gòn hồi đó. Thế nhưng mà không thấy hạnh phúc. Mình có được những cái điều mà người ta ao ước nhưng mà không thấy hạnh phúc. Và quý vị thấy thì con nói rằng là ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui. Nếu mà ở tuổi 31 với cái sự thành công như thế thì làm sao mà lại có một cái tâm tình nó như vậy. Nhưng mà thực sự nó như vậy, ở trong con người con nó phát ra được cái câu hát đó. Và cái bài hát đó đã ngưng lại, không có sáng tác, không có phổ biến. Đến năm 1993 khi con sang tới Mỹ đó, thì con sẽ làm thêm cái câu rằng là có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu, qua rầm rề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Tất cả quý vị ở đây cũng đã có cái thời khóc than phải không ạ?
mỗi người chúng ta đã xuống tới cuối cùng rồi, bây giờ chúng ta lại đi lên và Chúa đã chúng ta xây dựng lại. Thì lúc bây giờ khi mà chúng ta xây dựng lại được thì chúng ta mới thấy cái cuộc đời của chúng ta nó có cái giá trị. Và chúng ta cảm ơn Chúa về những cái sự gì mà chúng ta đã gặp, ngay cả những sự đau khổ. Bởi vì cái sự đau khổ đó nó kéo chúng ta lên. Đến năm 2002 đó, khi con chuẩn bị để chịu chức phó tế thì con viết thêm mấy câu như thế này: xuống tận cùng dưới đáy mới thấy mênh mông rộng cõi trời. Hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu. Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ. Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đá vàng. Vâng, con xin mời quý vị về trên trang nghe bài Đời Đá Vàng, kéo dài từ năm 1974 cho đến năm 1993, tức là một bài hát, là một trải nghiệm của một cuộc đời của một con người qua 20 năm. Và con xin mời quý vị nghe bài Đời Đá Vàng. Chúa đã cho con được một cuộc đời, và con không ngờ rằng là bây giờ con đã sống được đến cái tuổi này vẫn còn đứng vững vàng như thế này. Trước kia là không nghĩ là con sống qua tuổi 50 và bây giờ 70 rồi. Thành ra con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, cảm ơn quý vị nha.
nhạc sĩ Vũ Thành Nam, và chúng tôi rất là hân hạnh vì những bài không tên đi vào lòng người, người trẻ cũng như là người có tuổi. Và dĩ nhiên là bây giờ nó thành ra nhạc ràng và những cái bài, những bài hát không có thời gian và không gian nữa. Dạ thưa, mà con cũng muốn hỏi là không biết đã có bao nhiêu bài không tên? Có 50 bài không tên tất cả. 50 bài không tên quý vị. Dạ, mà cái bài không tên cuối cùng chính là bài không tên cuối cùng. Dạ, chắc không phải. Hay không phải bài không tên cuối cùng? Dạ. Bài không tên cuối cùng là bài thứ 2, thứ 3 rồi đó. Dạ. Chắc cộng đoàn của chúng con cũng như con có câu hỏi muốn từ lâu lắm hỏi rồi. Tại sao lại là bài không tên, là những bài không tên? Tại vì đặt tên khó quá, đặt không tên. Cái khó của chúng con khi mà hát, thật ra thì mỗi lần hát những cái lời hát đó rất là quen thuộc, nhưng mà thật ra thì tụi con không có nhớ là bài nào là không tên số mấy hết trơn á. Dạ, rất là cảm ơn nhạc sĩ Vũ Thành Nam. Thế này, sở dĩ mà con đáng lẽ là năm 95 là Vũ Thành An không có đi hoạt động này nữa, nhưng mà vì Chúa cho mình đi. Hôm nay đi là vì hội Teresa, thì con muốn một phút nói về Teresa trước khi con từ giã đây. Mong rằng là đây nó sẽ có một cái hiệp hội Teresa ở đây. Theo Teresa tức là theo chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu ở Lisieux gần đây này, mà đường lên thánh của chị Thánh Lisieux là làm cái việc nhỏ bình thường hàng ngày là cũng có thể lên thánh được. Và mình không cần phải cố gắng, mình cứ làm như là con nít vậy, nhưng mà Chúa sẽ bồng lên, chúng sẽ cho đi thang máy lên là lên với Chúa. Thành ra đi theo chị Thánh Teresa rất là dễ, nên thánh rất là nhanh. Đó, thì gia đình Thánh Teresa để mời gọi quý vị cùng với Vũ Thành An để đi theo chị Thánh Teresa và làm một cái việc nhỏ bình thường thôi, tức là giúp cho một cụ già có cơm ăn một tháng, là chỉ có chồng và 3-4 euro một tháng là nuôi được một con người sống. Thành ra cho nên là con mong rằng là cha giúp cho con có một nhánh anh em ở đây để tiếp tay trong hợp với hội Teresa. Bây giờ là Teresa quốc tế đã có mặt trên 12 quốc gia, từ Việt Nam, Mỹ, Philippines rồi, thì hy vọng là sẽ có ở Pháp trong những ngày tới. Dạ, rất dễ thôi thầy, chúng con ở đây chúng con cũng rất muốn. Thế nhưng mà chúng con muốn là trong một thời gian rất gần, không tới năm tới thì thầy phải có mặt ở đây để thầy thành lập. Đúng. Cộng đoàn đồng ý không? Chúng con rất hân hạnh được mời thầy trở lại ghé thăm giáo xứ chúng con, cũng như cái ý tưởng của thầy đó là một cái đường hướng mà trong giáo xứ chúng con đã có các hội đoàn, nhưng mà với chị Thánh Teresa thì chưa có cái hội đoàn Teresa nào cả. Nên đây cũng là một hướng mới thầy, nên hôm nay thầy đến thầy cũng cho chúng con một hướng mới. Hy vọng thầy sẽ trở lại với chúng con để cái hiệp hội Teresa của thầy được thành lập ở tại giáo xứ chúng con. Thầy đồng ý không ạ? Vâng, con cảm ơn cha, con cảm ơn quý vị. Vậy là thầy hứa rồi. À, mọi người muốn thầy một bài nữa. Một bài thôi. Rất muốn, tất cả mọi người đều rất muốn. Tại vì không có ai ngờ hôm nay có thể gặp được nhạc sĩ Vũ Thành An hôm nay. Nhớ là thầy sẽ phải đi đấy nha. Bây giờ thế này, con hát một cái bài này. Thường thường thì khi mà Đức Mẹ hiện ra ở đâu thì cứ luôn luôn thấy Đức Mẹ khóc, phải không ạ? Đức Mẹ khóc chảy nước mắt, máu ra rồi. Nhưng mà năm 1981 con khi mà con theo Chúa thì con có cái ước nguyện là được gặp, được xin một lần thấy Đức Mẹ cười. Thì con có cái bài hát là xin một lần cho con được thấy Mẹ cười. Xin mời quý vị nghe nha. Là để chúng con nhiều cay đắng, toàn oán hờn, nhiều đau đớn. Đến với Mẹ xin được chở che, đến với Mẹ xin ủi an. Ôi thấy Mẹ buồn trong ảnh thánh, con nghẹn ngào gập mình xuống. Có nỗi buồn nào bằng Mẹ đâu, có ai buồn hơn Mẹ đâu. Nhưng dù vậy con vẫn muốn được thấy Mẹ cười. Mỉm chút thôi bầu trời đổi mới, tỷ kiếp người chờ được dỗi. Mẹ mới trả lời rằng dưới cõi đời còn nhiều tội lỗi. Con bảo Mẹ vui được sao, dưới cõi đời còn nhiều khổ đau. Con bảo Mẹ vui được sao. Con xin mời quý vị nghe nhé.
xin một lần cho con được thấy mẹ cười, xin một lần cho con được thấy đầy cay đắng, đến với mẹ xin được chở che, đến với mẹ xin vui an. Ôi thầy mẹ trên hành, con mẹ nào gặp mình xuống, có nỗi buồn bằng mẹ đâu, có ai buồn như mẹ đâu. Nhưng dù vậy con vẫn muốn thè thấy mẹ cười, nhưng dù vậy con vẫn muốn được thấy mẹ cười. Mà tất cả mọi người đều nghĩ là nhạc sĩ còn rất là phong độ, không quý vị? Rất là trẻ, rất là phong độ và hát rất là còn hay. Là nhạc sĩ nói lên cái tấm lòng của chúng con, những cái tâm tình. Ôi là là. Quý vị, hồi Hồng Dậm nói, dạ xin phép nhạc không sĩ. Không sao, để cho xin nói, thầy mới có 27 tuổi thôi. Chào mấy bay 27 nên vẫn còn phong độ lắm, an tâm.
Chúng con một lần nữa cảm ơn thầy rất nhiều. Chúng con cũng làm mất nhiều thời gian của thầy. Dạ, chúng con xin cảm ơn và hẹn gặp thầy một lần khác, một lần rất gần đây nữa. Thầy hứa với chúng con rồi đấy nha. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và chúng ta tiếp tục chương trình.